rày về sau tôi ăn bánh mì suốt đời luôn. Nhớ nha. 5.000 ổ bánh mì không tôi cũng ăn luôn. Nhớ nha. Chứ chứ mai mốt tôi nhờ anh chở tôi đi đâu anh có chở tôi không? Đưa tôi 1.000 bắt tôi chở 1.000.000 cây số tôi cũng chở. Nhớ nha. Chở không lấy tiền luôn. Nhớ nha. Đổ đầy bình xăng được rồi. Vô duyên hả? Anh lại muốn cùng em đi về nơi bình yên về nắng chiều. Phía ngoài hương và con sương mai còn chưa hòa tan vào cánh diều. Anh hứa sẽ không để ai làm em khóc nữa. Thiệt không? Thiệt. Gia tem. Ủa gia tem là cái gì vậy anh? Gia tem là tiếng Tây. Nó có nghĩa là mình chơi thân với nhau đi á. Dạ hiểu rồi. Gia tem. Gia tem anh. Anh lại muốn cùng em đi về nơi bình yên ngày nắng chiều. Phía ngoài hương và con sương mai còn chưa hòa tan vào cánh diều. Ngồi cạnh nhau. Cảm ơn anh. Hồ cứ nói cảm ơn mãi như thế tôi thấy không quen. Vậy tôi sẽ không nói nữa. Nhưng mà tôi đã chót thích cô mất rồi. Tôi thích con người thật của Thảo. Bây giờ hay sau này thì chăng nữa, tôi chỉ thích một mình Thảo thôi. Thảo có tin tôi không? Cảm ơn vì ai đó đã mang đến.